Trời ơi, hôm bữa mình vừa mới nói là mình đang rất muốn ăn 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 ớt này mà không có chỗ mua. Bây giờ mình đã có được ớt này mình ăn rồi. Trời ơi, đã quá các bạn ơi. Ớt ớt này ớt ớt nhỏ nhỏ rồi, trời ơi, quá đã luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Ato Vlog. Và các bạn ơi, hôm nay đã là ngày 17 tháng 7 năm 2021 rồi, có nghĩa là chúng ta đã vượt qua được 8 ngày kể từ ngày có chỉ thị 16 là 12 giờ khuya ngày 9 tháng 7, và ngày hôm nay đã là ngày 17 tháng 7 rồi. Tạm thời chúng ta coi như là đã qua được hơn một tuần lễ rồi các bạn. Thì một tuần lễ qua các bạn như thế nào? Riêng nhà tôi thì vẫn rất vui vẻ, rất bình thường. Mỗi ngày mỗi người đều tìm một cái niềm vui riêng cho mình các bạn ơi. Và thực ra nhà tôi đã tự cách ly ở nhà vào ngày 1 tháng 6 năm 2021 rồi, có nghĩa là bọn tôi đã ở nhà được 47 ngày rồi các bạn. Không có gì phải khó khăn hết. Ở nhà mình, mỗi người mình tự tìm niềm vui riêng cho mình, còn đỡ hơn là ở ngoài các bác sĩ với lại các bạn tình nguyện viên đã chiến đấu rất là nhiều, đúng không ạ? Ok, và ngày hôm nay tôi làm cái clip này muốn gửi đến cho tất cả các bạn là ngày hôm nay tôi đã nhận được một cái món quà, một cái thùng hàng rất là lớn luôn của một người bạn ở Lâm Đồng gửi tặng cho tôi. Tôi vừa mới nhận được hàng vào sáng nay thì ngay lập tức tôi đã cùng với lại gia đình mình quay một cái clip này để gửi tặng đến quý vị cũng như là một lời cảm ơn đến người bạn này. Và các bạn ơi, từ đó giờ tôi nói thiệt là tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ nhận được một cái thùng quà, một cái thùng hàng mà nó mang ý nghĩa rất là đặc biệt luôn các bạn. Đó là một thùng rau củ quả, mà đặc biệt đó là hàng organic, là tự ở nhà gia đình bạn đó trồng. Và trong thời điểm ngay bây giờ, hiện tại ngay bây giờ, thì tôi nghĩ là cái món quà này nó giá trị hơn tất cả những gì giá trị mà tôi đã nhận được. Mời các bạn, tôi sẽ mở thùng hàng này và camera mình sẽ chiếu gần vào đây cho các bạn xem nha. Đây, máy mình cao lên một chút xíu nè. Đó, đây các bạn thấy không? Đó, đây là mình bọc giấy nha. Lát mình sẽ mở bao giấy ra cho các bạn xem nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ khui từng món ra cho các bạn xem nha. Rồi, đầu tiên là chắc mình sẽ đi đầu tiên luôn các bạn ơi. Đây, không biết là cái gì, không biết là cái gì thì bây giờ mình sẽ khui ra, rồi xong rồi lát nữa vợ mình rửa với lặt xong rồi vợ mình lại bọc giấy lại. Bây giờ mình mở ra cho các bạn xem nha. Gói hàng, đóng hàng rất là kỹ luôn á các bạn. Wow, đây là đọt su nha các bạn. Đây mình sẽ để đây nha. Mình sẽ lấy giấy ra hết và mình sẽ để ngoài này. Lát nữa mình chụp hình cho nó đẹp nha. Đây là đọt su. Đọt su nha. Rất là thơm luôn các bạn ơi. Rất là thơm luôn. Rồi, tiếp theo là mình có hai bó rau muống nè các bạn. Tiếp theo là mình có hai bó rau muống. Đây, wow, đóng gói rất là kỹ luôn. Rau muống, ôi nó bị vàng rồi các bạn ơi, không sao đâu. Mình sẽ cố gắng, mình sẽ lặt các bạn ơi. Ôi, uổng quá các bạn ơi, nhưng mà không sao, không sao đâu, không sao đâu. Không sao đâu, còn nhiều hay bấy nhiêu các bạn ơi. Nó vàng rồi nhưng mà không sao. Chắc do vận chuyển á các bạn, từ Lâm Đồng vào Sài Gòn rồi nhà xe nó ủ nửa ngày trời nó mới giao cho mình mà. Đó. Ok, dạ dạ. Rồi cái này là mồng tơi lá cộng lâu ngót. Mồng tơi lá nè. Đây là rau ngót nè các bạn. Qua wow, canh bùa ngót á. Quá đã luôn. Quá đã luôn. Rồi. Tiếp theo là trái bí đỏ nha các bạn. Wow. Hai trái bí hồ lô nha các bạn. Quá wow, đã thiệt luôn á. Hai trái bí hồ lô nha. Rồi, rất nhiều đậu luôn nè các bạn ơi. Rất nhiều đậu cô ve luôn nè. Đó, rất nhiều đậu luôn. Rất nhiều đậu luôn. Còn đây là cái gì ta?
đẹp không? Đó, nè, còn dính đất luôn nha nha. Đó, là mới hái luôn nè. Đó, xà lách nè các bạn, đẹp không? Đó, ở đây cũng xà lách luôn nha. Xà lách luôn nha. Đây là trái bí đỏ, trái bí đỏ. Trái bí đỏ thì cũng giống trái bí đỏ hồi nãy. Cái này cũng là đậu, đậu, đậu cô ve cũng giống như cái hồi nãy. À, cái đây là mồng tơi cộng nè. Rau mồng tơi cộng nè. À, các bạn coi nè, đó. Rau mồng tơi nha, nhìn rất là tươi luôn á. Rồi. Rau mồng tơi. Còn cái này là mồng tơi lá với lại rau bồ ngót giống như hồi nãy luôn. Đây. Đây là cà chua. Đây bị thơm luôn á các bạn. Cái này bị dập rồi các bạn. Nhưng mà không sao. Nói chung là nhiều lắm nhưng mà mình chỉ mở đại khái như vậy thôi nha. Rồi, cảm ơn nha, high five. Rồi, các bạn ơi. Nè, đây là camera chỉ xuống đây nè. Đó, là camera chỉ xuống đây nè. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 trái cà chua nha các bạn. Wow, trái cà chua hơi bị ngon luôn á, nhìn nó cứng nhắc à, nhìn nó đã lắm. Còn ở đây là mồng tơi cộng luôn. Mồng tơi cộng này cũng giống như cái này ha, cho nên tao để qua. Còn đây là gừng sả nè các bạn. Gừng sả nè. Đây. Gừng sả nha. Đó, đó. Đây, sả rất là nhiều luôn, tự nhiên bây giờ tôi thấy cái đống sả này tôi thèm nghêu hấp sả quá các bạn luôn, mà giờ không biết mua nghêu ở đâu. Gừng nè. Gừng rất tốt cho mùa dịch nha các bạn, gừng rất tốt. Gừng xả. Ở đây chúng ta lại có thêm một bịch cà chua nữa các bạn. Một bịch cà chua nữa nha, tôi nghĩ chắc cũng là 10 trái nữa. Thì tôi cũng sẽ để ở đây thôi. Đây, gừng xả bịch thứ hai nha các bạn ha. Gừng xả bịch thứ hai. À, đây là cái gì ta? À, đây là tía tô hả? Tại có nhiều cái loại rau mà mình cũng không có rành đó các bạn. Đây. Rau tía tô nha, rau tía tô này để làm cái gì ta? Nó hơi bị héo á các bạn ơi. Vợ mình mới chia sẻ là bây giờ nhìn nó có vẻ héo đúng không? Nhưng mà nếu mà mình ngâm nước thì nó sẽ tươi lại các bạn. Quá đã luôn các bạn ơi. Wow. Cái quả gừng này nó bự ghê luôn các bạn. Còn đứt luôn nè. Còn đứt luôn nè. Quá đã luôn. Rồi, camera mình quay vô đây nè. Đó. Các bạn thấy không? Rất nhiều luôn nha. Bơ nè. Đây là bơ nè. À, đây là đu đủ nè. Đây là chanh nè. Đây là su hào nè. Cà rốt nè. Su nè. Ớt nè. Ớt nè. Ớt nè. Đó, rất nhiều luôn các bạn ơi. Ôi đã quá, bây giờ mình sẽ để lên từ từ nha các bạn. Đúng rồi, bây giờ Hào phụ ba đem bơ lên bạn đi. Cái cây này nhìn đi sao sao. Mẹ mẹ để bên này nè, mẹ quay bên này nè. Mẹ quay bên này thấy hai cha con đang đem bơ lên nè. Thôi đem hết luôn đi ba. Giờ con có biết cái nào bơ. Bơ còn được rồi, xem một cái. Đó, bơ nè. Đu đủ. À, lá bồ. Nó to luôn vậy nè mọi người ơi. Đu đủ. Đủ. Rồi ok chanh, chanh nhiều lắm lấy một bịch thôi. Đâu? Nè trái đu đủ nha các bạn. Trái đu đủ nha. Đây là cà rốt nè các bạn. Cà rốt. Chanh nha các bạn. Chanh nha. Đó. Rất nhiều chanh luôn. Qua. Wow. Trái chanh khổng lồ luôn nè các bạn. Trái chanh khổng lồ luôn nè.
Đây, trái đu đủ đây. Sắp tới là mình có canh đu đủ ăn rồi nha các bạn. Đây là su su các bạn. Cái này là cái món này là không thể thiếu luôn các bạn. Trời ơi, hôm bữa mình vừa mới nói là mình đang rất muốn ăn ớt này mà không có chỗ mua, bây giờ mình đã có được ớt này mình ăn rồi. Trời ơi, đã quá các bạn ơi. Ớt này nhỏ nhỏ nè, trời ơi quá đã luôn. Trời ơi đã quá, đổ ra lát mình rửa luôn các bạn ơi. Trời ơi đã quá. Ước mơ đã trở thành sự thật. Quá đã luôn. Trời ơi, bữa mình mới nói mình muốn ăn ớt này. Các bạn ơi, người ta nói bây giờ á, ai mà có rau nhiều là người đó trở thành đại gia các bạn. Bây giờ tôi nói thiệt là tôi thành đại gia các bạn. Tôi là coi như đầy cái bàn của tôi luôn rồi nè các bạn. Quá đã luôn á các bạn. Nói chung là giờ quá hạnh phúc luôn khi mà trên bàn mình quá trời đồ ăn như vậy luôn á các bạn. Thực ra thì mình cũng còn nhiều đồ ăn khác nữa. Ví dụ như đậu cô ve, mình cũng còn một bịch bí đỏ, mình cũng còn đó. Rau này nọ mình cũng còn để ở ngoài nhưng mà mình không có xé ra, thì cái bàn này nó cũng gần đầy rồi cho nên mình không có để ra hết nữa. Nói chung là quá đã luôn các bạn ơi, thật sự là bây giờ là quá hạnh phúc luôn á. Thì bây giờ ok, bây giờ mình sẽ điểm lại một lần nữa nha, mình sẽ điểm lại một lần nữa là trên bàn này con mình có những món gì nha. Rồi ok, mời camera nè. Đầu tiên là chúng ta sẽ có đọt su nha các bạn, đọt su. Mày món thứ hai là rau muống. Món thứ ba là bí đỏ hồ lô. Món thứ tư là đậu cô ve. Món thứ năm là xà lách. Món thứ sáu là rau tí to nha. Món thứ bảy là bơ, rất nhiều bơ nha các bạn, rất nhiều bơ. Món thứ tám là đu đủ vườn nha. Món thứ chín là chanh nha các bạn, Món thứ mười là su su mà mình ăn với canh súp đó các bạn, rất là ngon luôn. Món thứ 11 là ớt nha các bạn. Ớt này người ta nếu mà gọi đúng là người ta là ớt cứt chim đó các bạn, rất là ngon luôn. Món thứ 12 là cà rốt nha các bạn, cà rốt rất nhỏ luôn nè, này mình ăn sống được luôn á. Món thứ 13 là sả nha các bạn, sả mình ăn như hấp sả nè. Món thứ 14 là gừng ha, gần. Món thứ 15 là cà chua mình còn dư một bịch ở ngoài nữa, có nghĩa là mình có tới 20 trái cà chua luôn các bạn. Món thứ 16 mồng tơi cộng nha các bạn, mồng tơi cộng. Món thứ 17 là bồ ngót nha các bạn, rau bồ ngót ăn rất mát. Món thứ 18 là mồng tơi lá nha các bạn, nhìn cái lá mồng tơi nó rất là đẹp luôn á, nó rất là tươi luôn á. Tổng cộng là mình có tới 18 món này là mình nghĩ là chắc chắn là mình sẽ ăn không hết trong cái mùa dịch này đâu các bạn. Cho nên mình sẽ chia sẻ cho gia đình của mình mỗi người một chút nha, nếu ai cần. Đồ ăn vô số. Dư luôn. Rồi, như các bạn đã thấy thì chúng ta trên bàn này á, là tôi đang có được 18 món luôn các bạn. Thực ra là còn một món nữa các bạn, đó là món thanh long. Ten 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 ten. Đây, cậu bé thanh long đây. Cậu bé mặc áo thanh long đây. Rồi, cậu bé thanh long muốn nói gì tới quý vị nè, muốn gửi lời cảm ơn, lời chúc gì tới quý vị khán giả đang xem mà trong mùa dịch nè, cậu bé thanh long nói nha. Con mong á là đại dịch mau qua sớm, với lại mọi người á, nếu ai xem cái clip này hãy qua kênh của Pebble Vlog á, coi đại một clip là cũng được đó, rồi coi hoài đừng có tua nha mọi người. Thôi chỉ muốn thôi vậy thôi nha, bye bye mọi người nha. Bé bum vậy là cậu bé thanh long lên chỉ để quảng cáo vậy thôi hả? Rồi cậu bé thanh long biến đi. Nói chung là tôi cảm thấy là rất là vui và hạnh phúc khi nhận được món quà này trong cái mùa dịch đợt này. Xin cảm ơn tới hai người bạn của tôi rất là nhiều. Và một lần nữa xin kính chúc cho tất cả quý vị mình cùng nhau giữ sức khỏe, mình ở nhà thực hiện đúng chỉ tiêu là 5K, chỉ thị 5K để cùng nhau vượt qua cái mùa dịch này nha quý vị. Tôi xin cảm ơn quý vị và xin chúc cho quý vị sức khỏe, an lành, vạn sự, hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều.